Hello anh em, chúng ta lại gặp nhau ở một cái góc quay vlog quen thuộc nữa rồi, nhưng mà sử dụng bằng Canon. Điều góc nó hơi lệch xíu để mình hạ xuống thấp hơn. Và vấn đề là mình đang gắn 24 1.5 và chưa tắt cái lens obturation đó, là kiểu gọi là gì ta? Gọi là gì ta? Tự nhiên quên mất tiếng Việt gọi là gì rồi. Nói chung là nó sẽ khử cái viền cái chuyện mà tối góc hay là khử cái chuyện méo của hình á, nên thành ra là bây giờ đây là hình góc, thì mình nhìn cái góc của cái khung hình á nó sẽ bị tối góc hoặc là bị méo cái bức tường đi. 24-105 f/4 L cũng đời một mà cũng lâu lắm rồi, tối góc là bình thường. Lý do là tại vì á cái lens này á Phú còn xài với con Sigma Art này nữa. Đây là con Sigma 35 Art, khi mà xài qua ngàm kết nối với Canon R8 này nè. Nếu mà bật cái mà kiểu mà khử mấy cái méo này kiểu lên á thì nó sẽ xuất hiện những cái vòng tròn và in vào trong hình luôn, và không thể xài được. Thành ra phải tắt cái đó đi thì mới xài cái lens Sigma Art được. Nói chung là rất là phiền phức và phức tạp. Và bây giờ mình không quay bằng con lens 24-105 L nữa, mình sẽ chuyển sang con lens 10-18 yêu thích của mình, lens crop nha, gắn trên body này. Ok, giờ chuyển đi. Qua giờ buổi trưa đủ chuyện để nói về Canon R8 hay sao á. Mình đang quay vlog giữa chừng, hết pin, tắt ngủm luôn. Lý do là con này đang xài pin bên thứ ba, pin của KNF. Mình không thấy nó dấu hiệu là chớp nháy pin hay là sắp hết pin hay là báo đỏ gì hết. Nó cứ ba cục, xong rồi lúc hết pin đó sập ngang luôn. Đang quay giữa chừng sập ngang. Canon không biết tại sao lại sản xuất ra cái dòng pin LBE17, hay là tại sao lại trang bị cái pin yếu như vậy cho cái con Canon R8 này, mặc dù spec quay được nhắm tới là file 10 bit nha, là có cả C-Log3 nha, là những cái mà spec quay ghê gớm rất là khủng luôn á, nhưng mà kiểu pin rất là hẻo, rất là chán luôn á. Đang nói gì giữa chừng cái tự nhiên nó cắt cái phập luôn và quên mất đang nói giữa chừng luôn á các bạn, còn chưa biết là cái file lúc trước nó có quay có lưu được hay không nữa. Thêm một quả nữa là mình đang để quay S-Log từ setting hôm qua mà mình chưa có chỉnh lại, nên ra là những cái clip nãy giờ quay bằng S-Log hết. Ok, bây giờ chuyển về RAW file bình thường và chúng ta cùng nói chuyện vlog bằng Canon R8 nha. Nói chung là nãy giờ là lỗi cho mình thôi nha, lỗi cho mình thôi, mình thừa nhận. Hèn chi nãy giờ thấy quay cứ hơi là lạ ha, tự nhiên nhìn cái màu Canon nó có vẻ trong hơn, nhưng mà hóa ra là do đang quay C-Log3. Giờ mình đang muốn test với điều kiện bình thường, điều kiện sử dụng những con quay màu bình thường, màu gốc của Canon đó, rồi làm vlog cho nó dễ. Nãy giờ các bạn coi clip từ trước á đều là S-Log3 hết và chỉnh màu sơ. Có thể là mình sử dụng cái LUT conversion của Canon luôn, và từ đây, từ những giai đoạn này trở đi thì mình sử dụng những cái quay màu gốc của màu standard RAW file của Canon, không có sử dụng C-Log nữa. Mà cũng để nói về C-Log của Canon ha, hôm qua thì mình có test thử C-Log trong môi trường mà kiểu thiếu sáng chút xíu, cho nên là mình tăng ISO lên khá là cao, có nghĩa là có lúc mà lên ISO lên tới 10.000 thì nó vẫn ổn nha, không đến mức gọi là cháy hay cái gì ghê gớm hết. Trời sao cháy rồi. Không đến mức gọi là bị noise, cháy thì không có cháy, nhưng mà nó không đến mức mà bị noise khung hình gì hết, mặc dù là ISO 10.000. Cho nên là mình confirm là ISO handling của Canon R8 này rất là ngon nha, cần thì cứ đẩy ISO thôi. Rồi cái thứ hai á là đẩy trong trong chụp hay những trường hợp quay bình thường nha, chứ còn nói về expo S-Log mà phải tới đẩy ISO thì đó là chuyện không nên, để chính chính vậy mất công bị bắt bẻ đó. Rồi cái thứ hai á thì lúc mà mình chỉnh màu với Canon C-Log3 á thì mình chỉnh những cái lớp màu quen thuộc của mình dành cho S-Log 2, S-Log 3 bên Sony á, kể cả 8 bit lẫn 10 bit luôn thì nó vẫn khớp vậy. Nghĩa là ví dụ đặt lên thì đặt dung màn cân thì chắc không ai phát hiện ra được đâu. Nhưng mà khi mình xài cái LUT conversion giữa S-Log 3, C-Log 3 chuyển sang Red 709 á của chính hãng luôn, từ trang web của Canon mình tải về luôn á, thì mình nhận ra là cái màu nó bị bệt bệt các bạn, nó màu nó kiểu nó hơi nhợt nhạt á, mặc dù nó vẫn ra được cái tông da màu hồng trắng hồng tự nhiên của Canon, của mình là tự nhiên lắm, nhưng mà nó mang cái cảm giác rất là bệt bệt giả giả.
cũng như là nó không có delay hết hoàn toàn á, cái là nó thiếu contrast và thiếu saturation hơn. Mặc dù là lết hãng đưa ra ha, thường thường lết hãng thì đưa ra nó conversion về cái standard of file về rất là chính thì nó bình thường thôi, nhưng mà nó chưa hết luôn bạn, chưa lock hết luôn, nên mình không biết vấn đề là do mình xài cái Cinema Gamut hay là do lết hãng đưa ra nó vậy. Nhưng mà mình đã test thử rồi, lết hãng chỉ có đúng một cái thôi, cái bự nhất á, cái 3D Profile mà 72 gì đó dành cho C-Log 3 Cinema Gamut luôn, mình hỏi không nhầm, nghĩa là chọn chính xác là không thể nào sai được, nhưng mà nó vẫn như là nó delock ra, nó chưa có hết các bạn, nó chưa có no màu hoàn toàn, nên mình không biết là do đâu. Cái đó là mình sẽ test thêm ha. Có thể là cái nguyên cái clip đầu C-Log 3 đó mình sẽ add sẵn cái lết của cái nền đó vô để làm so sánh cho dễ luôn và đỡ mất công phải canh chỉnh gì nhiều ha. Các bạn có tự coi rồi đánh giá coi cái là cái màu C-Log nó làm sao, cái màu cái lết hãng đưa ra nó như thế nào. Rồi, mình mới thay đổi một chút xíu ánh sáng á, là mình sẽ lại bỏ không gian ánh sáng bên ngoài, nghĩa là không còn ánh sáng của cửa sổ nữa. Bây giờ chỉ còn xài ánh sáng của đèn thôi. Và đang quay ở kiểu khẩu bé thôi, khẩu F5. Ánh sáng expo đủ không không ha. ISO quanh nó tầm 800. Đèn thì mình xài y chang đèn của con đó giờ mình đang xài với con Sony ha. Nhưng mà mình nhận ra là cái vùng vùng shadow á, vùng black á nó khá là sâu ha. Không biết tại sao mà cái default setting nó như vậy. Không biết là có phải do cái con này đang để một cái picture profile gì khác biệt không. Nói chung là máy này của Phú đã chỉnh nhiều thứ rồi, cũng phải coi lại để coi ra cái nói chung là phải đưa nó về cái standard nó dễ nói chuyện và so sánh đúng không. Mình kiểm tra lại rồi thì nó vẫn đang là cái picture profile standard, không có custom gì hết cho quay. Và cái thứ nhất mình chỉnh đó là mình mới đổi lại cái white balance thôi, hồi nãy là để auto white balance, bây giờ mình chuyển lại sang là set K5400, 5600, tại vì cái đèn của mình là đèn daylight, đèn K5600 luôn, set cùng một độ K để so sánh da cho nó dễ ha. Cũng cũng chưa thấy cái màu nó ưng lắm nhỉ, chắc là phải hậu kỳ chỉnh màu thêm á. Không biết là do đâu ha, hay là do đèn hay là do lens, tại vì mình đang xài con 10-18 nữa, có khi là không phải khẩu lớn nữa nó không có được trong veo giống vậy, nên cũng cũng phải test đi test lại. Nói chung mình còn thời gian mà, chúng ta sẽ còn làm nhiều vlog để tranh thủ nghịch nghịch con R8 này với những cái khác biệt khác nhau. Sắp tới mình cũng có một cái clip để mình quay lại cái màn hình của Canon R8, đi qua từng một setting một giải thích cho các bạn coi setting này để làm gì làm gì. Ít ra thì setting bên Canon nó rất là ít, nó không có quá nhiều như là Sony, nên là làm clip cũng ngắn thôi và bạn biết được từng dòng chức năng nó đang làm gì luôn, nên có gì đón chờ xem ha, tranh thủ làm mấy cái đó để ai có tò mò thắc mắc chỉnh cái gì ở đâu đâu thì coi clip của mình là biết luôn. Với mình nha, mình không có quan trọng cái việc mà gắn cái lens crop lên body full frame có sao không, không sao hết. Quan trọng là ví dụ là nó phù hợp với cái lúc mình muốn, cái tiêu cự, cái góc nhìn mình muốn ha, cái khoảng cách lens, giá lens phù hợp nữa. Giống như kiểu á, mà thay vì phải bỏ tiền ra mua những con lens tele đắt tiền á, mà mình chỉ cần chụp phóng xa thôi đúng không, thì mua những con lens crop ví dụ như 55-210, 55-250 gì đó gắn lên một body full frame, chấp nhận chụp bằng crop mode luôn, nhưng mà mình vẫn sẽ có một con lens tele để chơi, tại vì mình chơi ảnh mà đúng không, chứ cứ ngồi mà phải so đo xem là mình bị thiệt bao nhiêu megapixel, lỗ bao nhiêu này nọ cái kiểu á, tính toán cân đo đong đếm đó thì cất máy vô đi, chứ mấy người đó thì bàn chuyện chụp làm gì. Mình đang cần có hình, cần có cảm giác chụp tele thì xài cái gì nó phù hợp, có gì tiện đó, có gì rẻ thì chơi, chứ chỉ vì vài tấm tele mà đầu tư cho cái lens lên tới vài chục triệu thì rất là phí tiền, rất là đắt. Mình chắc chắn luôn á, chưa có giá luôn, mà mình nghĩ là RF 70-200 F4 hoặc 2.8 thì chắc không có giá dưới 30 triệu đâu bạn. Canon mắc quá. Kể cả chơi quang ngàm á, thì thay vì chơi những con lens 70-200 to nặng đời cốt UT rồi kiểu á, thì chơi những con crop nhỏ gọn vẫn có tele được để có được ảnh được đúng không, đừng có đặt nặng phải tiêu chuẩn thế này thế kia, bạn không có bỏ lỡ gì đâu mà sợ. Và cái khác biệt lớn nhất của Canon R8 so với Canon R và RB, hôm trước mình có nói về vấn đề này chưa nhỉ, mình chưa nói cho ta, mình không nhớ nữa. Nhưng mà khi á, mà xài con Canon R với RB mà cắm lens crop vào á, tự nhiên nó khóa cái option quay Full HD để các bạn, nó vẫn cho quay 4K nhưng nó khóa Full HD đi, nó một điều hết sức vô lý luôn, kiểu nerf nerf lại đáng kể luôn á. Nhưng mà trên Canon R8 này mình thấy là
tất cả các option từ quay Full HD cho tới 4K, quay 10bit, 8bit gì đó, nó cũng cho quay hết, không có bị giới hạn setting nào hết. Trong khi đó, trên Canon RRB lại giới hạn setting. Cái trò này là cái trò rất là điển hình của Canon các bạn. Canon nó hay chơi với kiểu mà keo kiệt á, rồi kiểu hay tự bóp cổ người dùng á, rất là nhiều lần luôn rồi. Và cái lần mà dậy sóng khá là lâu rồi là cái đợt Canon RB mới ra mắt. Canon RB mới ra mắt thì Canon sợ là con này sẽ đụng với nhiều con ở trên, ví dụ như Canon R hay những con gì đó sát sát quá, cái nó nerf RB lại bằng một cái trò rất là buồn cười. Không có tùy chọn quay 24fps, bạn chỉ có thể quay là 30, 60fps, 50fps, 100, hình như không có 100. Nói chung là không có 24. Trong khi 24fps gần như là cái standard của rất là nhiều người quay, hoặc thậm chí là dân mà quay vlog nói chuyện á. Cho nên đợt đó là nó dậy sóng rồi mọi người la chửi quá trời luôn. Cuối cùng cả Canon phải chịu thua và đưa ra một bản cập nhật mang lên option 24fps cho Canon RB. Buồn cười không? Cái phần giới hạn này hoàn toàn là ở phần mềm hết, chứ phải ở phần cứng. Nhưng mà kiểu keo quá mà tách bật ra từng dòng như vậy mà kiểu sợ dòng này đạp lên chén cơm của chính dòng của mình, cái chơi chờ nớp và nớp cái thiết yếu như vậy thì nó rất là kỳ. Nên cũng không hiểu sao. Đó, chuyện về Canon á còn nhiều cái để kể lắm mà. Mình một thời gian dài sử dụng Canon rồi Sony rồi, nên mấy cái chuyện mà trong hãng là cái chuyện mà theo dõi anh em la ó chuyện gì mình cũng biết hết rồi. Cái cả Fujifilm các bạn, giống như cái đợt và đợt này nè, Fujifilm cứ ra một bản cập nhật mới về khả năng lấy nét, nó lại khiến cho máy lấy nét tệ hơn, tệ đến mức mà anh em kiểu cùng đường luôn các bạn. Hãng thì cứ liên tục bảo là ừ sẽ ra bản cập nhật fix cái vụ lấy nét đó, nhưng nó vẫn lỗi như thường luôn. Xong đến cả cái lúc mà mới đây nhất luôn, hãng Fujifilm thừa nhận đúng rồi, tụi tôi nhận biết là mấy cái đồ máy của tôi có vấn đề về khả năng lấy nét, có vấn đề về phim firmware lấy nét, chúng tôi đã nhận ra vấn đề và đang cố gắng khắc phục sớm nhất. Sau một loạt comment bên dưới nói kiểu ủa nữa hả, lần thứ bao nhiêu rồi, cứ suốt ngày đòi sửa khả năng lấy nét mà cuối cùng vẫn không sửa được. Rồi hoặc là gì, Sony đã hoàn thiện khả năng lấy nét từ 20 năm trước rồi đó, chính người dùng fan của Sony, của Fujifilm bên nước ngoài nha, họ khịa chính hãng luôn như vậy á, rất là phổ biến. Mà cái đó cũng vui các bạn, có nhiều chuyện như vậy bạn vui vui lắm. Để bữa nào mình rảnh mình làm clip kể mấy cái chuyện mình những cái hãng chơi mình như thế nào, theo thời gian đó có những cái thay đổi là anh em trong group khóc vì vấn đề gì của từng hãng, cái đó cũng vui ha. Nói chung là có mấy cái đó để cho anh em mà mới lần đầu xài máy ảnh, mới lần đầu mà bước vào một chợ một cái hãng nào đó thì cũng biết thôi, chứ mình thấy là giờ con máy nào hãng nào cũng ngon hết rồi. Quan trọng là nó có hợp với style mình chụp không, có mang lại cảm hứng cho mình chụp không. Chứ vấn đề nhỏ nhặt lớn bé gì cũng có thôi, ít nhiều thôi, nó sẽ có hết. Giống như Canon R8 này cũng có lắm tài mà nhiều tật thật sự luôn á. Trước mắt là cái vấn đề về khả năng về pin, vấn đề mà xài lens qua ngày mà nó hơi chật vật rối rối rồi đó nha. Ok, đây là một cái clip để mình test thử về mặt hình ảnh quay vlog với Canon R8 này như thế nào thôi. Nên nói cũng hơi nhiều rồi. Đó, chủ yếu là mình đang muốn coi mặt hình ảnh thôi, chứ có thể nội dung này nó hơi vô tri chút xíu, hơi lạc đề chút xíu. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Các bạn sẽ coi được là khả năng quay vlog của nó ra sao đó. Còn mà các bạn đang thắc mắc về khả năng kiểu như là chống rung của lens, thì mình thấy á, là mình bật chế độ chống rung điện tử trên body ở mức 1 và xài lens có IS. Ví dụ như con này nè, con này không nhầm thì có IS. Nó là... Ủa có không ta? Có nè, Image Stabilizer là IS á. Thì hôm qua mình trải nghiệm quay vlog, quay cảnh cầm tay, mình cầm hai tay luôn, cũng để trên bàn cũng tỉnh lắm á, nhưng mà clip khá là rung khá là nhiều á, cho nên là có vẻ như là thiếu đi chống rung body nó cũng đáng kể á. Và chống rung IS mà khi mà zoom lên tiêu cự tele xíu á, nó rung dữ lắm. Ok, nói chung là phải thay đổi cách sử dụng, với nếu mà muốn quay với con này á thì nó cũng nhiều vấn đề chéo ngheo quá ha. Có nghĩa là bản thân con Canon R8 này có thể là phù hợp với chụp hơn. Tại vì sao? Thời lượng pin không dành cho quay, yếu quá, không có chống rung body. Mặc dù mang cho mình spec quay rất là khủng, rất là mạnh, nhưng mà nó cố tình nerf như vậy, giới hạn nhiều cái về mặt quay lắm.
để đó cũng bán được những con như là Canon R8, R62, những con mà nó trang bị cân bằng hybrid giữa quay chụp hoặc là push mảng quay hơn. Còn con này thì nếu mà con này mà có chung rung body nữa thì chắc là nguyên một loạt những con như là R7, R62 chứ không phải mua luôn rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Nói vậy cũng dài dòng rồi.